Bị Thanh Hóa, trận chung kết cúp quốc gia giữa Hà Nội và Thanh Hóa nhé. 1 giờ trưa và trời rất là mát nhưng mà nắng rất là nhiều, gay gắt, trời trong xanh mọi người ạ. Ở Hà Nội lúc này trời mùa hè rồi, 34 độ. Rồi là mình sẽ đi xe của mà cơ quan mình, đó là báo bóng đá. Chính xác bây giờ tạp chí bóng đá và sẽ lên đường khoảng 2-3 tiếng đồng hồ để có mặt ở Thanh Hóa nha. Chào mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt ở sân Thanh Hóa, lúc này là 16 giờ 11 phút, tức là khoảng 2 tiếng trước khi trận chung kết giữa câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa và câu lạc bộ Hà Nội diễn ra. Đây là trận chung kết cúp quốc gia được xem rất ấn tượng. Thanh Hóa là lần thứ 2 liên tiếp có mặt trận chung kết. Trong khi đó thì câu lạc bộ Hà Nội đã lập kỷ lục khi lần thứ 7 trong lịch sử có mặt ở trận chung kết cúp quốc gia. Và nếu như câu lạc bộ Hà Nội giành chiến thắng trước câu lạc bộ Thanh Hóa ở trận chung kết này, họ sẽ trở thành đầu tiên vô địch 4 lần cúp quốc gia. Hãy cùng chờ đón nhé.
sân lúc này rất là đông rồi. Đây là một trận đấu mà free khán giả nên là thành ra là số lượng xe đến sân rất là đông, kín luôn cả khán đài luôn mọi người ạ, kín luôn cả đường luôn ấy. Đây là một ngày mà rất là đẹp của người dân Thanh Hóa và họ cũng đang rất chờ đợi rằng là chiếc cúp quốc gia sẽ ở lại với sân Thanh Hóa sau khi năm ngoái họ đã có một chiếc lịch sử. Chúng ta nhìn thấy rằng là dọc bên đường thì toàn là xe ô tô thôi, rất đông. Ngày hôm nay là trận đấu cuối cùng của mùa giải năm 2023-24 và là một trận đấu free khán giả. Một góc sân khác thì chúng ta nhìn thấy rằng là các cổ động viên không vào sân thì cũng có thể là tận hưởng là một ngày buổi tối cùng bạn bè để đi nhậu, có thể đi ăn uống và xem bóng đá như thế này thôi. Cuối trận đấu mọi người và mình đang đứng ở đường hầm rồi, mình sẽ chờ xem là có đá penalty hay không. Hiện tại cổ động viên rất là đông, kín đặc cả sân luôn. Mình thấy là hai bên này, đúng không? Đấy ạ, kín đặc sân luôn, các cổ động viên còn đang đứng này. Trận này mà thắng là vỡ hòa rồi đấy. Yeah.